Chào các bạn, mình tên là Ngọc Như đến từ xbsport.vn. Thì hôm nay là trên tay mình là đang là dòng vợt Yonex Adjust 88D Pro 2024. Bây giờ thì mình cùng team xbsport sẽ cho các bạn biết là trải nghiệm thực tế của dòng vợt này như thế nào. Thì hiện tại thì mình đang dùng là dòng vợt 88S 2018. Thì so với dòng vợt này thì mình thấy màu sắc khá là mới và bắt mắt. Thì theo cảm nhận của mình thì mình thấy dòng vợt này rất là nhẹ so với cây vợt hiện tại của mình đang dùng. Thì với những cái quả mà cuối xuân thì mình nhận thấy là cậu đi rất là nhanh và tiết kiệm nhiều cái sức tay so với cây vợt cũ. Với những cái quả ở trên lưới thì so với cây vợt hiện tại của mình thì trọng lượng cũng là 4U. Cây này cũng là 4U thì nhưng mà mình thấy cây vợt này khi lên lưới thì mình sẽ cảm thấy linh hoạt hơn, thoải mái hơn. Tóm lại thì mình rất là thích dòng vợt này. Với một người mới tập chơi và không có quá nhiều cái kỹ thuật như mình thì mình vẫn có thể chơi được cái dòng vợt này. Bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn đi xem cảm nhận của những người chơi lâu năm về dòng vợt này như thế nào. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Nguyên. Thì anh Nguyên cũng đã có một thời gian chơi trong môi trường chuyên nghiệp. Dạ thì không biết là sau khi trải nghiệm dòng vợt này thì anh Nguyên có cảm nhận như thế nào? Chào các bạn, mình là Nguyên. Thì hôm nay mình có cơ hội được trải nghiệm cái vợt 88D Pro 2024. Thì đầu tiên là mình thấy cái vợt này là cái vợt được thiết kế đẹp nhất trong tất cả các dòng 88 từ trước đến nay. Nếu nói về trải nghiệm của mình á, thì đây là cái vợt được làm nhẹ nhất theo từ các series 88 đến hiện tại. Thì nó phù hợp với lại lối đánh là tốc độ và chính xác. Nếu mà so với cái vợt mình đang đánh hiện tại là 99 Navy 3U thì cái vợt này quá nhẹ so với tay mình. Nhưng nếu mà các bạn mà có một lực tay nó không quá mạnh thì cái vợt này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các bạn nhiều hơn. Dạ thì với những cái tình huống mà tấn công thì anh có cảm nhận như thế nào? Đối với mình á, thì trước giờ mình hay đánh là những cái vợt nặng thêm về 3U. Thì hiện tại là mình đã đánh những cây 99 Navy 3U rồi. Cho nên là nếu mà mình so sánh với cây này á, thì cây này thì nó hơi nhẹ. Nhưng mà khi mà mình lớp á, mặc dù á, nó không có cảm giác quá nặng và đầm như là 99 Navy, nhưng mà nó cho cảm giác rất là nhẹ và mình đánh cảm giác nó thoải mái hơn rất là nhiều. Mình không phải dùng lực quá nhiều nữa. Đối với những trái cầu đập thì so với khi mà mình đánh cây 3U 99 thì mình cảm thấy là cây này đập cho cảm giác rất là nhẹ, nhưng mà cũng có cảm giác là nó rất là lao, nó đỡ tốn sức. Mình hay chơi những dòng vợt nặng thì đối với những cú đập á, thì mình có cảm nhận là kiếm cái vợt nặng á, nó cho mình cảm giác là đập nó sẽ nặng trái cầu hơn. Còn đối với cây vợt này á, thì tuy là nó cho mình cảm giác nó không có nặng nhưng mà cảm giác nó rất là lao và nhanh. Dạ thì với những cái trường hợp mà thủ cầu với lại phong tạc thì anh có cảm nhận như thế nào? Đối với những trường hợp mà thủ cầu và phong tạc á, mình cảm thấy cây vợt này nó đúng nghĩa là dùng để phản tạc và phòng thủ luôn. Bởi vì khi mà mình tạc ra thì tại vì cây vợt này nó quá nhẹ cho nên là khi mà mình hồi lại á, thì nó vẫn rất là nhanh, dẫn tới là mình chụp tạc nhanh hơn so với mức bình thường mà mình hay đánh. Dạ vậy thì những cái trường hợp bắt lưới thì sao? Những cái trường hợp bắt lưới á, thì mình thấy nó rất là thích luôn ấy. Kiểu mà cảm giác là nó làm cho mình cảm giác là mình chủ động hơn trong những trái cầu so với cây vợt mình đang đánh. Nếu mà đánh giá tổng thể, tổng quan trên cây vợt này về những cú đập á, thì mình cảm thấy nó được khoảng 8.5/10. Còn nếu về chụp tạc thì mình nghĩ nó khoảng 9.5/10. Theo mình thì mình đánh giá cây vợt này dùng để thiên về cái việc mà đánh tốc độ và chính xác.
Còn đây là anh Bảo, thì anh Bảo là một người mới chơi, thì em không biết là anh có cảm nhận như thế nào về cây vợt này. Dòng vợt 88D Pro 2024 em. Thì hôm nay mình được team media cho trải nghiệm cái dòng vợt này các bạn. Thì theo như mình biết á, từ những thông tin từ team media thì đây chắc là cũng là những cái cây vợt có mặt sớm nhất ở Việt Nam đúng không? Dạ. Mà nghe đâu giá nó cũng bị độn lên khá cao các bạn. Thì trước đó thì thực tế là mình đã từng chơi qua cái dòng 88D Pro của các cái năm cũ. Và cái cây mà mình chơi lâu nhất á là 88D Pro của bản hình như 2020 các bạn. Cái bản màu cam á. Thì cây đó mình đánh cũng một thời gian. Thì hiện tại mình cầm cây này thì cái đầu tiên mà mình thấy cái khác biệt rõ ràng nhất á của nó là nó nhẹ hơn các bạn. Là theo như mình biết thì trước đó các cái dòng 88D Pro người ta thường làm ra để dành cho những cái người chuyên đánh đôi và những người chuyên công. Vậy là mình nhớ không lầm á thì họ làm hai dòng, coi là 88D và 88S. Thì cái 88S á thì hình như là dành cho những người bắt lưới, hoặc là hồi xưa có cái cặp đôi của Indo là các bạn, như các bạn biết là khá nổi tiếng là Kelvin gì đó, là chuyên gia là một ông là cầm S lên bắt lưới, còn ông cầm D là chỉ đập. Nhưng mà hiện tại thì mình không biết là cái này là một mang có một cái mục đích gì đó nó khác lạ gì hay không, mà tại sao hiện tại bây giờ thì Yonet lại là một cái cây 88D nhưng mà nó lại nhẹ các bạn. Thì không biết là nó có còn cho mục đích chuyên công hay không, nhưng mà mình cầm cây vợt này thì hiện tại mình đánh mình thấy nó khá phù hợp cho những người đánh phản tạc. Và ở những cái quả công á, những quả đập và những quả phong á thì mình thấy khá đuối các bạn ơi. Với là nếu mà so với cái bản trước á thì mình đập mình thấy nó không có ngon, không có nặng cầu giống như là những cái bản mà màu cam mà trước mình chơi. Thì ở những dòng vợt này á, nếu mà những cái quả phong quả đập á thì thường nếu mà đưa cho mình dòng vợt này mình sẽ sử dụng theo cái phong cách là mình sẽ đập nhanh, đập điểm hoặc là đập dí để mà kiếm cầu tạc thôi. Chứ còn nếu mà gọi mình đưa cái vợt này để mà mình đập nặng thì rất là khó. Còn về cái phần phản tạc thì như các bạn biết rồi đó, thì nó nhẹ và nó cho mình một cái cảm giác cái phản tạc khá nhanh các bạn, linh hoạt đó, và phòng thủ khá tự tin. Ở những cái quả người ta đập nặng thì cầm vợt này thì chắc là mình sẽ khá tự tin để mình phòng thủ được những quả cầu nặng, tại do cái vợt nó nhẹ cho nên là cái động tác đánh của các bạn nó sẽ đỡ mất sức, và cũng giống như các bạn sẽ linh hoạt để mà chuyển đổi được cái mặt vợt ha. Và riêng về cái phần trên lưới thì các bạn biết rồi, một cái dòng vợt mà nhẹ mà lên lưới thì các bạn bắt lưới sẽ khá thoải mái. Nhưng mà mình thấy ở đây nó có một cái điểm khá thú vị là cái cây vợt này vào những cái quả phản tạc á thì mình cảm giác là đẩy cầu đi khá nhanh, khá tốt. Và cái độ hồi lại của nó từ trước giờ thì các bạn biết rồi, do nét cái dòng ai chóc thì nó sẽ thân cứng, và mình thì cũng thường xuyên chơi thân cứng cho nên là về những cái quả phản tạc và quả bắt lưới của nó mình khá hài lòng. Thì tổng kết lại á thì anh thấy cây vợt này ha, là nếu mà như hồi xưa á thì anh có những cái gọi là cái khuyên mọi người, những người mà chơi mới chơi á thì không nên chọn những cái dòng vợt cao cấp của Yonet. Đó, tại vì cái dòng vợt cao cấp của Yonet thường họ làm rất là cứng hoặc là nặng hay gì đó, nói chung là khó để cho những cái người mới chơi có thể gọi là sử dụng những cái kỹ thuật. Đó, nhưng mà hiện nay thì đây là một cái dòng cao cấp của Yonet, nhưng anh lại thấy là chắc là người mới chơi cũng vẫn thể chơi được. Đó, và anh cũng chưa hiểu hết được là cái mục đích cây vợt này rốt cuộc là nó có còn công hay không. Nhưng mà hiện tại để mình đánh giá rồi ha, thì mình đánh giá đây một cây vợt phản tạc khá ngon. Và những người nào mà chơi theo lối đánh phản tạc á và bắt lưới nhiều á, đó cũng như phòng thủ mà không phải là một người thiên công, thì đây là một cây vợt khá thú vị để cho các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra thì cái màu sắc nó cũng khá mới các bạn ha. Nói chung là anh thấy là Yonet á là cứ năm nào ra một cái dòng vợt mới thì đều có một cái màu sắc khá bắt mắt, khá đẹp. Còn chừng thời gian nữa thì không biết. Đó là những cảm nhận của cá nhân của mình và team media của xbsport.vn. Thì hy vọng sau cái video này thì sẽ giúp các bạn tìm được một cái vợt phù hợp với lại cái lối đánh của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình và các anh em team media xbsport một like, một subscribe ha. Cũng giống như là đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ xbsport.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.